Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2020, ngày Tết độc lập của dân tộc, cũng là ngày đại lễ của những người con Phật. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Những câu chuyện ít người biết về Phật giáo gắn liền với sự kiện Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhân ngày đặc biệt, ngày Tết độc lập cũng là ngày tình lễ Vu Lan, cùng chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ kể câu chuyện về những người đã, đang và sẽ dành cả thanh xuân, cả cuộc đời, thậm chí là hy sinh cả mạng sống vì độc lập tự do cho dân tộc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà nhân dân ta thường gọi là Tết độc lập. Vì là Tết nên khắp nơi trên cả nước hôm nay đều rộn ràng cờ hoa với nhiều hoạt động diễn ra đón mừng ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm ngày Tết độc lập thứ 75. Tại Hà Nội vào sáng ngày 1 tháng 9, đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Một lễ thượng cờ vô cùng thiêng liêng xúc động cũng đã diễn ra tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhắc nhở đồng bào cả nước về công ơn của vị cha già kính yêu của dân tộc với điều đặc biệt khi mà ngày Quốc khánh trùng với chính lễ mùa Vu Lan báo hiếu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, quý vị lãnh đạo Đảng và thành phố cũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trước đó đã có hàng chục triển lãm với nhiều chủ đề ý nghĩa được tổ chức, nhiều hoạt động triển lãm tranh, ra mắt sách hay các sự kiện văn hóa, văn nghệ khác cũng diễn ra, tạo nên một không khí hân hoan, vui tươi của ngày hội non sông. Mỗi năm cứ đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những kỷ niệm về mùa thu lịch sử của năm 1945 lại ùa về với mỗi người Việt. Cách đây đúng 75 năm, hơn 50 vạn quốc dân đồng bào đã tề tựu ở quảng trường Ba Đình để lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng ít ai biết rằng cũng có những câu chuyện về Phật giáo đã gắn liền với sự kiện lịch sử này. Bộ quần áo kaki mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mặc. Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là những hiện vật đang được lưu giữ tại số nhà 48 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại đây, trong những ngày đầu sau khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công, ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong những ngày đầu trở về Hà Nội và ra những quyết định có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Cũng tại căn phòng này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và viết bản tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Và cũng tại từ ngôi nhà này thì người đã ra quảng trường Ba Đình lịch sử để trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập trước hơn 50 vạn quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Di tích 48 Hàng Ngang cũng đang lưu giữ bản chụp của số báo xuất bản đặc biệt về ngày độc lập của tờ Đông Phát ra ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngay ở đầu trang nhất, tờ báo đã kêu gọi toàn dân đi dự ngày độc lập. Trong đó có sơ đồ cụ thể các tuyến phố dành cho các giới, các tổ chức tham gia meeting được chỉ dẫn cặn kẽ. Cũng ở số báo này, Hội Phật giáo Việt Nam qua báo Đông Phát gửi lời mời tới tín đồ Phật tử đúng 7 giờ sáng tới các chùa làm lễ tụng kinh dược sư để cầu cho nền độc lập nước nhà được củng cố vĩnh viễn. Đến dự cái lễ tuyên ngôn độc lập, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập thì có một đoàn chức sắc của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đấy đi từ chùa Quán Sứ đến quảng trường Ba Đình, và đấy là một cái biểu tượng cho cái việc tăng ni Phật tử cả nước đứng chung một đội ngũ vào cái ngày hội non sông, cùng thề cái lời thề độc lập thiêng liêng là toàn thể dân tộc Việt Nam sẵn sàng mang hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ gìn cái nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành và có những đóng góp lớn lao. Suốt chặng đường đó, biết bao vị tu sĩ Phật giáo dốc sức, thậm chí quên mình cho ước vọng về một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Bởi vậy,
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, trong buổi nói chuyện với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo, người nhấn mạnh rằng Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Tôi mong các hòa thượng, tăng ni và các Phật tử hãy tích cực thực hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha trong sự nghiệp cứu nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Và tâm nguyện của Bác cũng chính là những điều mà những người con Phật luôn hướng tới qua hình ảnh đạo Pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Thưa quý vị, tình cờ ngày Tết Độc Lập năm nay lại trùng vào ngày rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan báo hiếu. Vì vậy, những người làm chương trình xin được phép dành một phần thời lượng để được kể câu chuyện về những người đã, đang và sẽ dành cả thanh xuân, cả cuộc đời, thậm chí là hy sinh cả mạng sống vì độc lập tự do cho dân tộc. Xin được bắt đầu với câu chuyện của một người cựu chiến binh 21 năm qua đã đi tìm và quy tập được hàng trăm hài cốt đồng đội hy sinh. Bản thân ông cũng đã từng bị coi là liệt sĩ trong suốt 13 năm, nên ông thấu hiểu những mất mát, những đau đớn của thân nhân khi các liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó mà chưa được yên nghỉ bên vòng tay gia đình. Khói lửa, bom đạn hay nỗi đau khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội chưa bao giờ nguôi trong tâm trí của người cựu chiến binh Phạm Văn Nam. Vết thương ở đầu gối trái khiến ông di chuyển khó khăn không phải là vết thương nặng nhất. Năm 1978, khi tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, ông đã bị đạn pháo làm tóc đầu, bị thương nặng, liệt nửa người, thất lạc thông tin. Năm 1990, trở về trong nỗi ngỡ ngàng của gia đình sau 13 năm mất liên lạc, ông mới hay tin mình đã bị báo tử. Và tôi thì cái việc nhầm lẫn đi trong chiến tranh thì nó là cái chuyện bình thường. May mắn hơn nhiều anh em còn nằm lại rải rác ở các trận địa, rồi các chiến trường. Thế cho nên là với cái lời hứa của mình năm 73 khi anh em khoác ba lô đi về là những thằng nào còn sống sau này phải đi tìm những thằng đã nằm xuống. Lời hứa đau đớn trong tim lại càng được thôi thúc khi chứng kiến nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai của những gia đình đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường, đã khiến ông Nam quyết tâm đưa bằng được hài cốt của đồng đội trở về quê hương. Và gia đình của liệt sĩ Lê Bá Thước, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, sư đoàn 234 là một trong những gia đình đã được đoàn tụ như thế. Nhà tôi bị hy sinh. Thế nhưng sau hy sinh thì tôi cũng đã biết được tin ngay vì rất là đau khổ. Lúc đó bối rối lắm, không biết nghĩ như nào, đầu óc nó quay cuồng. Bây giờ là tôi nhẹ nhõm rồi, tâm tư thoải mái, tinh thần thoải mái. Thế là tôi phấn khởi rồi, lại đưa được nhà tôi về đây, được là tôi yên tâm, không có gì băn khoăn. Quá nửa trong số hơn 100 hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đều được ông Nam tự tay đưa về. Ông Nam liệt sĩ như cách gọi của những hàng xóm chia sẻ, đây là những đồng đội tại các chiến trường ác liệt, đường chín, rừng xác, biên giới Tây Nam. Và để đưa được mỗi đồng đội trở về, ông đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại. Kiểm tra cái sơ đồ mộ trí của huyện Gò Dầu thì lại có tên nhưng không có phần mộ trí. Thì mình bắt buộc phải quay về cục chính sách, phòng chính sách cục chính trị quân khu 7 và quân đoàn 4 yêu cầu cho kiểm tra lại cái sơ đồ mộ trí của đồng chí Nguyễn Hoàng Huyền này. Cho nên khi phát hiện ra thì coi như trở đi trở về là mất đúng 9 tháng, bắt đầu mới phát hiện ra đồng chí là vẫn còn nằm ở đó. Những trường hợp phải mất đến 9 tháng mới tìm được hài cốt như liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hiền không phải là hiếm gặp, bởi thời gian đã xóa nhòa tất cả. Tất nhiên, sau 21 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông đã đưa được 267 đồng đội về quê nhà. Làm được công việc đồ sộ này, mỗi năm, ông Nam liệt sĩ đã phải đi ít nhất 8 chuyến vào các khu vực chiến trường xưa, kết nối thông tin với các đơn vị, cùng trí nhớ cá nhân để sâu chuỗi, tìm kiếm thành công các hài cốt liệt sĩ. Bây giờ là tôi còn giữ hơn 1.000 cái danh sách liệt sĩ ở tại nhà. Thì mong muốn của tôi là cũng muốn ban ngành đoàn thể trung ương tới địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cá nhân tôi nói riêng và nhiều đồng chí đồng đội khác, người ta có tâm huyết đi tìm đồng đội thì lên tạo điều kiện
giúp đỡ cho người ta để làm tròn nốt cái lời hứa của những người lính cụ Hồ. Tự tay sắp xếp cẩn thận 1.000 hồ sơ của những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt trước khi lên đường. Với ông, đây là tài sản quý giá bởi nó chứa đựng tất cả hy vọng của gia đình những đồng đội đã hy sinh. Đưa các anh về với đất mẹ là cách để những người đồng đội báo đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Nhưng hơn tất cả, gìn giữ từng tấc đất mà các anh đã hy sinh máu thịt để giành lấy mới chính là cách báo ân các anh và báo ân Tổ quốc một cách trọn vẹn nhất. Mang sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo luôn sát cánh cùng với từng bước chuyển mình của đất nước, ngay cả thời chiến lẫn thời bình, là điểm tựa tâm linh cho người Việt ở khắp năm châu, mọi miền đất nước, trong đất liền cũng như ngoài đảo xa. Câu chuyện tiếp theo sẽ đưa quý vị đến với những ngôi chùa đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho quân và dân tại quần đảo Trường Sa để họ vững tâm góp sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông. Giữa trùng khơi sóng gió, hình ảnh về đảo Trường Sa còn chưa rõ thì tiếng chuông chùa đã ngân vang, yên ả và thanh bình như làng quê ở đất liền. Chùa Trường Sa lớn nằm ở trung tâm thị trấn đảo Trường Sa. Thị trấn vẫn được ví như trái tim của huyện đảo Trường Sa, bao đời qua các thế hệ con cháu được sinh ra, lớn lên, tiếp nối truyền thống dựng nước, giữ nước của ông cha. Chùa Trường Sa lớn chính là biểu tượng cho sự nương tựa về tinh thần, về chốn tâm linh để con người ngưỡng vọng và gửi gắm niềm tin vào sự che chở yên bình. Những lúc mà bà con mệt mỏi hoặc là cán bộ sĩ mệt mỏi những giờ nghỉ thì người ta đến chùa là vãng cảnh này rồi tịnh tâm. Nó thư thái thì nó mang tính chất là an lạc. Thứ hai nữa, ngày Tết, ngày lễ là có chùa họ đến lễ thì nó cũng cảm thấy không xa xôi đất liền như mình ở quê hương. Cứ vào ngày rằm, mùng 1 hay dịp quốc khánh, nhân dân trên đảo đều đến tụng kinh niệm Phật cùng chư Tăng. Các tàu cá ghé đảo cũng lên chùa thắp hương cầu sóng yên biển lặng. Trong đó có gia đình chị Vũ Thị Thu Sai, một trong những hộ dân ra Trường Sa lập nghiệp, đã chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đến chùa cầu bình an. Em đi chùa trước tiên là em cầu cho gia đình bình an, ấm no, hạnh phúc. Và em cầu cho tất cả quân và dân đang sinh sống tại đảo mau chóng hoàn thành nhiệm vụ và mạnh khỏe. Chùa Trường Sa lớn cũng là điểm đến thường xuyên của những người lính đảo, đặc biệt mỗi khi nghe người thân báo tin lành tin dữ về gia đình, quê hương bản xứ. Những người lính đảo lại tìm đến chùa như một chốn nương tựa tâm linh, tiếp thêm sức mạnh về nội lực tinh thần để các anh thêm vững vàng tay súng canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Tôi và các đồng chí khác cũng thường xuyên qua chùa thắp hương, vì qua chùa thắp hương thấy cảm giác thấy thanh thản, vui vẻ sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Qua đó tôi thấy gắn bó và muốn huấn luyện để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trên đảo Trường Sa hiện có 6 ngôi chùa, gồm Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết và Chùa Vinh Phúc. Và để quân dân Trường Sa có thêm sức mạnh, sự an lạc và vơi đi nỗi nhớ quê nhà, thì cả 6 ngôi chùa đều thỉnh chuông cùng lúc 4 giờ 30 sáng và 18 giờ chiều. Bởi tiếng chuông chùa lúc 4 giờ 30 phút sáng như thức tỉnh báo hiệu một ngày mới an lành, và tiếng chuông lúc 18 giờ chiều đánh dấu kết thúc một ngày làm việc, hướng mọi người tới sự nghỉ ngơi, tĩnh tâm, hướng về Tam Bảo. Có tiếng chuông chùa, tiếng kinh kệ là về sinh khí của đất, sinh khí của đảo. Thứ hai nữa là đến với các thầy ở chùa thì các thầy đều hướng đạo cho Phật tử làm những điều thiện, hoặc là cán bộ sĩ là an tâm công tác, tốt việc đời và đẹp việc đạo. Mái chùa cổ kính với giá trị văn hóa nghìn đời của dân tộc mang đến đảo sự bình yên của một miền quê trên biển. Cũng bởi vậy mà những ngôi chùa trên huyện đảo Trường Sa không chỉ là điểm tựa tinh thần cho người dân và ngư dân đến làm ăn này, mà còn là cột mốc về văn hóa tâm linh, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình,
Ghi nhận từ cầu truyền hình trực tiếp đại lễ Vu Lan Ba Miền, trọn vẹn cảm xúc. Nhiều tự viện trên cả nước cử hành lễ Vu Lan đặc biệt, lễ Vu Lan trực tuyến. Phong tục làm bánh quy dâng cúng Phật, nét đẹp mùa Vu Lan. Hòa chung trong không khí đại lễ mùa Vu Lan trên khắp mọi miền Tổ quốc, vào tối hôm qua ngày 1 tháng 9 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, cầu truyền hình trực tiếp đầy xúc động với tên gọi Đại lễ Vu Lan Ba Miền đã diễn ra trọn vẹn. Chương trình đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, báo hiếu của mọi người dân Việt Nam chúng ta, một dân tộc có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Không khí trang nghiêm đã mở đầu cho cầu truyền hình tại điểm cầu chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Những hình ảnh xúc động từ điểm cầu chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Giây phút linh thiêng từ nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điểm cầu nghĩa trang liệt sĩ đồi A1, tỉnh Điện Biên. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Vu Lan Ba Miền đầy ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn. Chương trình là sự kết hợp hài hòa của các nghi thức tâm linh Phật giáo với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhằm truyền tải tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, từ lâu đã trở thành đại lễ không chỉ của Phật giáo mà còn của cả dân tộc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn các tự viện trên cả nước tổ chức đại lễ Vu Lan bằng hình thức online hay qua các ứng dụng trực tuyến. Cầu truyền hình Đại lễ Vu Lan Ba Miền cũng được thực hiện với ý nghĩa đó. Đây cũng là lần đầu tiên một cầu truyền hình trực tiếp về Đại lễ Vu Lan có quy mô tầm cỡ được tổ chức tại Việt Nam. Vừa qua ngày 31 tháng 8 nhằm ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng Ban biên tập nhân viên kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, Ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo đã vân tập về chùa Minh Đạo, vấn an sức khỏe và đảnh lễ khánh tuế Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau một mùa an cư kết hạ Phật lịch 2564 viên mãn. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã thay mặt cho Ban Thường trực, Ban Trị sự và toàn thể thành viên dâng lời khánh tuế Hòa Thượng thêm một tuổi hạ đạo hạnh viên mãn, giới đức trang nghiêm để tiếp tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và lãnh đạo giáo hội. Dịp này, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn đã nhắc lại ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu với việc đền đáp 4 ân trọng của người con Phật và chúc Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Ban biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online thêm một tuổi hạ trí tuệ tăng trưởng, luôn tinh tấn làm tròn các Phật sự đã đề ra, làm lợi lạc quần xanh. Thưa quý vị, không khí Vu Lan báo hiếu đang tràn ngập khắp cả nước. Dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các khóa lễ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, thành kính và mang lại những cảm xúc đặc biệt về tình yêu thương gia đình, kết nối tình thâm giữa các thế hệ. Hãy cùng bản tin An Viên 24 giờ hôm nay điểm lại một số hoạt động mùa lễ tri ân tại một số tỉnh thành trên cả nước những ngày qua. Tối ngày 30 tháng 8 năm 2020, tức ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý, khóa lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020 đã diễn ra tại chùa Từ Lâm, thành phố Huế trong không khí trang nghiêm và ấm áp, bắt đầu bằng nghi thức niêm hương bạch Phật và cầu nguyện mọi người an lạc. Tại đây, Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự trụ trì chùa Từ Lâm đã thuyết giảng về đạo hiếu, ý nghĩa pháp tự tứ, về sự tích tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Buổi lễ được tổ chức giản đơn, ý nghĩa và truyền hình trực tuyến để Phật tử có thể tham dự tại gia. Với mong muốn nhắc nhở mọi người nhớ về công lao của Đấng Sinh Thành, những ngày này, theo sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, các thành viên trong câu lạc bộ Phật tử Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa đã xuống phố mang theo những bông hồng mùa Vu Lan, trân trọng cài lên áo của người đi đường, nhằm lan tỏa ý nghĩa lễ Vu Lan. Đây cũng là điểm đặc biệt so với nghi thức cài hoa thông thường, với mong muốn rằng dù thế nào thì cha mẹ vẫn luôn sống mãi trong tim mỗi người. Hoạt động này nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng từ đông đảo người đi đường.
Trong khi đó, ngày 30 tháng 8 vừa qua, tại tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, lễ dâng y nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tri ân hai đấng sinh thành đã diễn ra. Tại buổi lễ, toàn thể Phật tử tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cầu nguyện hai đấng sinh thành hiện tiền được thân tâm an lạc, đã quá vãng được về cõi an lành. Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, viện chủ tổ đình Phổ Quang đã tán dương quý Phật tử phát tâm Bồ đề dâng y cúng dường đến chư tôn đức trong dịp Vu Lan báo hiếu. Cũng trong thời gian này, đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564 cũng được chư tăng và Phật tử chùa Giác Lâm, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức. Tại đây, Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên hội đồng chứng minh, viện chủ chùa Giác Lâm đã tán thành và khuyến tấn đến toàn thể hội chúng tham dự luôn nhớ tứ trọng ân với tâm nguyện rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu chính là hạnh Phật. Hôm qua ngày 1 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giải hạ và tác pháp tự tứ trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hoan hỷ, thắm tình đạo vị. Sau các phần nghi thức quan trọng như bạch Phật, lễ tổ, khai kinh, chư hành giả đã lắng lòng tác pháp và đối thú tự tứ. Dịp này đã diễn ra khóa lễ cầu nguyện xã tắc Thái Bình thịnh vượng, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc và đại diện tăng ni xưng đảnh lễ khánh tuế chư tôn đức hội đồng điều hành học viện nhân dịp kết thúc khóa an cư Phật lịch 2564 dương lịch 2020. Theo thông tin từ học viện, dù kết thúc 3 tháng an cư nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tăng ni sinh vẫn thực hiện nghiêm hướng dẫn của giáo hội về việc cấm túc, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cố gắng nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành tốt nội quy, quy định của học viện. Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi với chủ đề Nguyện làm con thảo, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online cùng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 200 tác phẩm gửi về từ trong và ngoài nước. Và vào tối ngày 30 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý, các tác phẩm xuất sắc đã được tôn vinh và trao giải tại Tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Vu Lan Văn hóa tình người. Ban tổ chức đã chọn các tác phẩm đạt giải ở 3 thể loại trên cơ sở nội dung thể hiện, phù hợp với tiêu chí và chủ đề cuộc thi. Ở thể loại văn chương, giải nhất được trao cho tác phẩm Tùy Bút Chờ Ngày Ánh Dương Lên của sư cô Thích Nữ Tuệ Hiếu thuộc Tự viện Tuệ Giác, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cùng với đó là một giải nhì, một giải ba và 6 giải khuyến khích. Trong khi đó, thể loại thơ không có giải nhất, chỉ có giải nhì dành cho tác giả Trương Thanh Liêm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cùng một giải ba và 4 giải khuyến khích. Ca khúc Sáng Mẹ của tác giả Phúc Tịnh Bảo đạt giải nhất ở thể loại âm nhạc. Giải nhì thuộc về ca khúc Khúc Vọng Mẹ Cha, tác giả Nguyễn Huỳnh Thanh Huy, cùng một giải ba và 3 giải khuyến khích. Hòa chung trong không khí của mùa tri ân báo ân đang diễn ra, hôm qua ngày 1 tháng 9 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, nhiều tự viện Phật giáo trên cả nước đã cử hành lễ Vu Lan trực tuyến phát trên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi. Trong đó, khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cửu huyền thất tổ tại chùa Đống Cao, Hải Dương và chùa Phúc Khánh, Hà Nội là những điển hình. Là tự viện đang trong tâm dịch COVID, phải thực hiện giãn cách xã hội, chùa Đống Cao hỗ trợ nhiều gia đình Phật tử bằng cách nhận đăng ký danh sách cầu siêu qua tin nhắn và tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu phát trực tuyến qua mạng xã hội của chùa để Phật tử theo dõi, hướng niệm tại nhà. Cũng bằng hình thức online này, nhà chùa đã vận động tăng ni Phật tử đóng góp cho công tác phòng dịch tại tỉnh. Trong ngày đại lễ Vu Lan là để nói đến cái tinh thần là phục thiện, tri ân, báo ân của những người con Phật đối với bốn ân trong muôn một. Thì cái việc làm như là tham gia vào các cái quỹ chống dịch COVID thì đây cũng chính là một cái việc làm thiết thực nhất để góp phần làm cho tất cả mọi người, làm cho tất cả chúng sinh hãy còn hiện tại này, trên cuộc đời này sớm được an vui, hạnh phúc. Tối cùng ngày, chùa Phúc Khánh tại thủ đô Hà Nội cử hành đại lễ Vu Lan trong không khí yên tĩnh. Đây là cảnh tượng hiếm gặp tại ngôi chùa này mỗi khi có tổ chức khóa lễ. Thực hiện chỉ thị của giáo hội và hướng dẫn của cơ quan chức năng, nhà chùa hạn chế người dân tập trung, phát khẩu trang miễn phí, xịt khuẩn trước khi vào lễ. Đồng thời, chùa cũng ghi hình và phát trực tuyến khóa lễ qua Facebook Phật sự Học viện, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và các trang mạng xã hội. Nếu như mà Phật tử của chúng ta không đến được chùa, thì chúng ta nên
tập trung để mà cái hồi hướng cái công đức cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ quá vãng bằng những các cái việc làm cụ thể như là làm phúc, như là chia sẻ với người nghèo, đó thì cũng chính là cái thực hiện đúng cái tinh thần của Phật giáo. Bác Hằng ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội đã hơn 78 tuổi, gắn bó với ngôi chùa hàng chục năm nay. Đối với bác, đây là mùa Vu Lan đặc biệt vì không thể tham dự khóa lễ trực tiếp tại chùa. Nhưng theo bác, trong hoàn cảnh này, Phật tâm và những việc làm thiết thực cần được tăng trưởng trong mỗi người để báo hiếu bố mẹ, cửu huyền thất tổ, anh linh các anh hùng liệt sĩ, đúng tứ trọng ân nhà Phật. Cái vấn đề đến chùa như mọi năm thì cũng là cái tốt để mà tạo thành một cái cộng hưởng rất mạnh mẽ của tất cả các Phật tử và cả các tăng ni. Nhưng mà chúng ta do điều kiện đó nên chúng ta phải ở nhà hoặc ở chỗ này chỗ khác, nhưng chúng ta hướng về Tam Bảo thì tất cả cái nguyện lực của chúng ta cũng vẫn được, những cái nguyện lực chúng ta về thế giới tâm linh vẫn được, chứ không phải là mất đi. Mùa Vu Lan năm nay thật đặc biệt, nhưng không vì dịch mà giảm đi ý nghĩa. Ngày này luôn nhắc nhớ mỗi người thể hiện lòng hiếu hạnh không chỉ với người đã khuất mà ngay với cha mẹ còn đang sống. Và cần phải làm cho tinh thần tri ân không chỉ riêng trong tháng 7 mà cả với 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là Vu Lan báo hiếu. Như một nét đẹp truyền thống, nhiều năm qua một ngôi chùa quê ở tỉnh Vĩnh Long đã duy trì đều đặn phong tục làm bánh quy và xem lại bánh này như phẩm vật độc đáo dâng cúng Phật vào các ngày rằm lớn trong năm, góp phần gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của chùa cổ Nam Bộ. Bánh quy được làm từ bột nếp pha nước cốt dừa với nhiều màu sắc tươi sáng. Đặc biệt bên trong còn có nhân đậu xanh hoặc khoai lang, mứt dừa tạo nên hương vị đặc trưng riêng. Công đoạn tạo ra một chiếc bánh quy cũng khá cầu kỳ. Ngoài kinh nghiệm chọn bột, nhồi bột, bắt bột hay vò nhân, người làm bánh còn phải thao tác nhịp nhàng, đúng cách trong việc gõ bánh, hấp bánh và trang trí. Đó dư 5kg khoai lang sữa mình nghiền ra cho nhuyễn. Rồi khi mình bắt nước cốt dừa lên mình nấu sôi mình để sữa vô. Để sữa vô trong đó rồi mình đem xuống là mình chế vô trong cái thao bột á, rồi có đũa mình quậy vậy nè. Quậy cho đều hết trơn là nước cốt dừa với sữa nha. Rồi cái tớ chừng mà nhồi rồi để khoai lang vô. Để khoai lang vô nhồi, nhồi xong nữa rồi cái mình gõ. Chiếc bánh quy giống như nửa hình tròn, trên thân có những hình lục giác. Khi cắt đôi thì phân nửa y như một cái mai của con rùa, nên chữ quy trong bánh quy của người Việt Nam thường mang ý nghĩa tốt đẹp, tốt lành. Quy còn là một trong tứ linh và bánh quy thường được dùng để cúng nhân ngày rằm lớn như rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Thì chữ quy á, theo truyền thống Phật giáo thì chữ quy có nghĩa là quy tụ, quy y và quy hướng. Rồi cái vảy của cái hình con rùa thì nó mang hình lục giác, thì nó tượng trưng cho 6 cái biểu tượng, 6 cái ý nghĩa của Phật giáo, đó là về cái lục độ ba la mật. Rồi còn ở phía trên của cái bánh quy á, thì nó có một cái chữ, đó là chữ hỷ, nó mang cái hình tròn. Thì cái chữ hỷ á, nó tượng trưng cho vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời cái chữ hỷ đó nó cũng có nghĩa là hoan hỷ, và nó nằm trong từ bi hỷ xả của Phật giáo. Những ngôi chùa xưa ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở miền Tây, đều duy trì tục gõ bánh quy để làm phẩm vật dâng lên Đức Phật. Phong tục gõ bánh quy của chùa Phước Nguyên, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long chẳng những nhắc nhở Phật tử về nguồn gốc ẩm thực xưa mà còn là một vật phẩm vô cùng độc đáo để dâng cúng Phật trong ngày rằm lớn, nhất là trong mùa Vu Lan báo hiếu. 12 năm qua, chùa Phước Nguyên đã duy trì tốt hoạt động này, góp phần giáo dục tâm lành tính tốt cho Phật tử gần xa trong và ngoài địa phương. Bản tin An Viên 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị sẽ có một ngày quốc khánh và trình lễ Vu Lan an lạc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.